Chị dâu đi dâu nếp bao nhiêu gì thôi gì tỉnh dốc sao không chị sao bên chợ chỗ mấy người ta đang dạ đi tới giường rồi hái dâu ngon rồi đó. Mở cửa ra chưa quét dọn gì hết trơn á. Giao kem. Có người đặt kem, trước khi đi là đã đặt kem rồi, hết kem mặt rồi, giờ đóng gói để giao cho khách. Kem body nữa. Trang điểm cho bánh bèo. Ở đây em qua ghế bên này. Trời ơi, chưa có quét lá, nguyên hết sân rồi. Để chị thối cái nha. Chiên trứng ăn cơm. Còn đống đồ chưa giặt nữa. Ăn xong rồi xử lý cái đống đồ này rồi quét dọn lau chùi đúng quá rồi mới trang điểm cho em kia xong dạ giặt đồ
quá trời đồ luôn rồi. Giặt hai mẻ được như đây rồi, chuẩn bị đem phơi, giờ đợi giặt này đem sấy nữa rồi phơi chung luôn. Xong rồi giờ để ngâm, ngâm cho nó thơm. Giờ quét nhà, lau nhà, rồi đi phơi đồ. Phơi đồ, chắc khóa cửa kiếng lại, leo lên lầu phơi đồ. Ơi, hồi sáng này cô Lan qua cho Su hai cái đầm dễ thương quá chừng luôn. Đi Đà Lạt về chỉ cho cô Lan được có hộp mứt nhỏ xíu với lại mấy cái dâu thôi à. Cái này chắc là con Na bận chứ Su sao bận ta. Cái này số nhỏ, Su không biết bận vừa không, Su bận 14 rồi. Này cô Lan mua 11, này chắc em Na bận vừa. Dễ thương. Chị khách vô hỏi là em có gọi đầu không? Gió thổi quá trời. Lấy đồ vô cho chắc.